Vâng, trước tiên á, là tôi cũng muốn trao đổi với lại các quý vị phụ huynh về cái chuyện thục tháo cho em bé. Về cái nguyên tắc mà chúng ta điều trị táo bón là đầu tiên hết là chúng ta phải tháo được cái khối phân đang ứ ở trong trực tràng ra, thì nó sẽ giải tỏa được cái tắc nghẽn ở trong đó. Vậy thì chúng ta sẽ tháo ra bằng cách nào? Nếu trong trường hợp em bé nó đang táo bón nặng, đang táo bón cấp tính, thì cái chuyện mà chúng ta thục tháo là cái chuyện cần thiết để tháo được cái khối phân. Tuy nhiên về lâu về dài thì chúng ta phải làm sao cho cái khối phân đó nó đi ra đều đặn hàng ngày bằng một cái cách nào đó tốt hơn là chúng ta thục tháo. Thì cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải làm sao cho cái khối phân đủ mềm và đủ lớn để cho em bé tự đi được, và tập cho em bé một cái thói quen đi vệ sinh tốt. Thì trong cái điều trị táo bón, cái chuyện mà tập em bé đi vệ sinh tốt là cực kỳ quan trọng, vì nếu chúng ta không tập được thì phân sẽ tiếp tục ứ lại và cái táo bón nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Và khi đã táo bón nặng kéo dài thì em bé đến bệnh viện thường bác sĩ sẽ cho những cái thuốc để làm mềm phân, những cái thuốc để hỗ trợ để cho cái khối phân đủ lớn, đủ mềm. Tuy nhiên có những trường hợp bác sĩ bắt buộc phải cho thục tháo trong một thời gian dài. Nhưng cái đó chúng ta phải hiểu là chúng ta thục tháo với mục đích là để giải tỏa hết cái phân cũ và không để cho cái thành đại tràng nó bị giãn ra do cái chuyện mà cái khối phân mới nó ứ động lại, nó làm cho càng ngày càng giãn rộng ra và giảm khả năng co bóp. Chúng ta tránh cái chuyện thụt tháo, tức là đợi đến 5 hoặc là 7 ngày em bé hoàn toàn không thể nào đi cầu được, lúc đó chúng ta mới thụt tháo. Thì như vậy sẽ gây ra cái chuyện lệ thuộc vào thụt tháo, nó sẽ hoàn toàn không tốt. Nhưng nếu chúng ta chủ động mỗi một ngày với cái chế độ ăn, với chế độ sinh hoạt, với chế độ thuốc, nếu em bé tự đi cầu được thì chúng ta không cần thục tháo. Nhưng nếu em bé 2 ngày không đi cầu được thì có nguy cơ sẽ rơi vào táo bón. Xin cảm ơn bác sĩ với thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Đây là một điều mà tôi nghĩ là mọi cha mẹ nên lưu ý. Vậy thì ngoài ra, thưa bác sĩ Thu Hậu, có một cái sản phẩm hỗ trợ nào đó để cái quá trình tiêu hóa của con nó sẽ diễn ra một cách dễ dàng và thuận lợi hơn hay không ạ? Thì như hồi nãy tôi đã nói về cái cơ chế của cái táo bón, và chúng ta sẽ căn cứ trên cái cơ chế đó để chúng ta biết là sẽ có những cái gì từ trong chế độ ăn cũng như là từ thuốc nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta điều trị táo bón ở em bé. Thì trước tiên là chúng ta thấy là những em bé bú sữa mẹ thì cái đường tiêu hóa rất là ổn định, em bé sẽ không bị táo bón. Vậy là nhờ cái gì? Thứ nhất là nhờ cái đạm nó hợp lý, thứ hai là nhờ cái hệ khuẩn ruột nó phát triển được một cách cái cân đối ở trong đó, và những cái đường nó phù hợp với lại cái hệ khuẩn ruột, cho nên cái vi khuẩn đường ruột nó phát triển được tốt. Do đó với sơ sinh thì cái chuyện mà quan trọng nhất để chống táo bón có lẽ là chúng ta nên duy trì cho em bé bú mẹ. Còn trong những cái trường hợp mà em bé phải sử dụng sữa công thức với cái hàm lượng đạm nó cao hơn, hoặc là những cái đợt em bé nó bị ốm, nó phải sử dụng kháng sinh, bị rối loạn khuẩn ruột, thì chúng ta nên bổ sung thêm các cái vi khuẩn có lợi để giúp cho cái đường ruột của em bé nó khỏe mạnh. Và đây cũng là một cái yếu tố để giúp cho em bé nó không bị táo bón. Và khi chúng ta cung cấp những cái vi khuẩn đường ruột như vậy thì chúng ta chú ý đến cái phần thức ăn, tức là những cái chất xơ. Như là vi khuẩn đường ruột thì chúng ta hay nói là probiotic, thì cái chất xơ là cái thức ăn cho cái con vi khuẩn có lợi đó, nó là prebiotic. Thì chúng ta sử dụng được vừa cái probiotic và về biotic thì nó sẽ giúp cho cái ruột của em bé nó tốt hơn. Bác sĩ có nhắc đến vi khuẩn có lợi và chất xơ hòa tan, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về vi khuẩn có lợi thì có vai trò như thế nào và vai trò của chất xơ hòa tan như thế nào, hoặc là cả sự hiệp đồng tác dụng của cả hai loại vi khuẩn có lợi và chất xơ hòa tan thì sẽ đem đến cái kết quả như thế nào ạ? Thì chúng ta cũng biết là cái hệ khuẩn ruột của chúng ta nó chứa hai cái loại vi khuẩn, một cái loại là vi khuẩn có lợi, nó sẽ giúp tăng cường cái miễn dịch, một loại nữa là vi khuẩn có hại thì gây ra bệnh, những cái rối loạn tiêu hóa. Và ở trong cơ thể thì cái vi khuẩn có lợi nó sẽ chiếm ưu thế để nó ức chế cái sự phát triển của các cái vi khuẩn có hại. Thì tất cả các cái phản ứng ở trong cơ thể chúng ta biết là, đặc biệt là hệ miễn dịch, thì đa số là những cái tế bào miễn dịch nó nằm ở đường tiêu hóa, cho nên với cái sự hiện diện của các vi khuẩn có lợi thì những cái tế bào miễn dịch này nó sẽ phát triển một cách tốt hơn, nó sẽ tạo ra những cái kháng thể ở trong đường tiêu hóa. Đồng thời thì khi mà cái vi khuẩn có lợi nó sử dụng các cái chất xơ để làm thực phẩm thì nó sẽ gây ra một cái môi trường axit nhẹ ở trong ruột, và cái này nó có cái tác dụng nhuận tràng nhẹ, nó giúp cho em bé nó rất là dễ đi cầu. Và với cái môi trường axit này thì nó cũng ức chế được những cái tế bào ung thư phát triển. Và cho nên ở người lớn chúng ta luôn luôn nhắc là, đặc biệt là những người lớn tuổi đó, chúng ta nhắc là để phòng ngừa ung thư thì phải ăn nhiều rau, nhiều trái cây là để cung cấp chất xơ. Thế thì cái chất xơ hòa tan nó là gì? Nó chính là cái thức ăn của những cái con vi khuẩn có lợi.
Và khi những cái chất xơ này vào trong cơ thể thì nó sẽ giúp cho cái hệ khuẩn ruột nó ổn định hơn, tức là những cái con vi khuẩn có lợi nó sẽ phát triển được tốt, và khi phát triển được như vậy thì nó ức chế những cái yếu tố gây bệnh. Sử dụng sản phẩm Golden Lab mà chúng ta cũng thấy ở đây, vậy thì theo bác sĩ, sản phẩm này có đáp ứng đủ tiêu chuẩn để điều trị được chứng táo bón kéo dài ở trẻ hay không, và nên sử dụng như thế nào để có được hiệu quả tốt nhất ạ? Vâng, thì theo tôi được biết đây là một cái chủng vi khuẩn mà xuất phát từ con người được nuôi cấy. Cái thứ hai là được sử dụng cái công nghệ bao kép hiện đại, cho nên là cái con vi khuẩn này nó sẽ sống sót và nó có khả năng tăng trưởng ở trong cơ thể. Và thêm một cái thì đây cũng chính là cái sản phẩm mà phối hợp được giữa cái probiotic và prebiotic, có nghĩa là có những cái chất xơ có lợi ở trong đó, cho nên chúng ta có thể yên tâm khi mà sử dụng những cái sản phẩm như vậy, với cái mục tiêu là để giúp tăng cường cái hệ khuẩn ruột cũng như là phòng chống táo bón cho trẻ em. Và tôi cũng xin có một cái lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng để tăng cường cái vi khuẩn có lợi và thiết lập một cái hệ khuẩn ruột khỏe mạnh thì chúng ta nên sử dụng thường xuyên, có nghĩa là chúng ta nên sử dụng hàng ngày và trong một cái thời gian dài, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hiệu quả đó là tốt nhất. Chứ còn nếu chúng ta chỉ sử dụng một vài ngày, ví dụ như là trong cái trường hợp mà sau khi sử dụng kháng sinh, thì cái đó là chỉ giúp tái tạo trong một thời gian ngắn thôi. Còn cái hậu quả, cái hiệu quả mà về lâu về dài thì chúng ta đòi hỏi là cái việc sử dụng đúng cách thì như vậy sẽ tốt nhất. Thưa bác sĩ Thu Hậu, vậy thì bên cạnh việc điều trị chứng táo bón kéo dài ở trẻ thì sử dụng sản phẩm này thì có đem đến một cái lợi ích nào khác cho sức khỏe của trẻ nữa hay không ạ? Thì giống như hồi nãy tôi đã phân tích, tức là những cái probiotic và prebiotic có rất là nhiều những cái tác dụng có lợi đối với cơ thể. Chẳng hạn chúng ta thấy tác dụng có lợi ở trên miễn dịch, tác động có lợi ở trên cái nhu động ruột, tức là vừa phòng chống được tiêu chảy, vừa phòng chống được táo bón và vừa giúp cho là sau khi chúng ta sử dụng kháng sinh thì đường ruột của con em chúng ta nó sẽ không bị cái rối loạn tiêu hóa. Cũng như thì khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm như thế này thì em bé nó sẽ khỏe mạnh và ăn uống cũng sẽ tốt hơn, đồng thời thì cũng sẽ chống được bệnh tật. Thì tôi nghĩ là đó là một trong những cái tác động rất là tốt của cái vi khuẩn có lợi đối với đường tiêu hóa, và chúng ta cũng thường xuyên được nghe về những cái vấn đề này. Thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến sức khỏe, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số tổng đài quen thuộc 1900 1259 hoặc 0439 960 886.